Aubameyang ra sân, Chelsea vẫn thua bạc nhược trên đất Croatia. Ở trận đấu giữa Dinamo Zagreb vs Chelsea tại lượt thứ nhất vòng bảng Champions League 2022-2023, đội khách bất ngờ giành chiến thắng trước câu lạc bộ hùng mạnh tới từ ngoại hạng Anh. Ghi bàn Osic phút thứ 13. Chelsea được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Dinamo Zagreb. Bên cạnh đó, họ cũng tung ra đội hình rất mạnh với sự góp mặt của tân binh Aubameyang khi anh có trận đầu tiên thi đấu cho Chelsea. Tuy nhiên, Dinamo Zagreb nhập cuộc tự tin và mạch lạc. Nhưng những phút đầu hiệp một thuộc về Chelsea với hàng loạt các tình huống lên bóng có ý đồ và rất tốc độ. Aubameyang ghi điểm với các pha thoát xuống rất nhanh nhưng đường đưa bóng vào của anh lại không thật sự chuẩn xác. Khi Chelsea còn loay hoay tìm kiếm bàn thắng thì đội chủ nhà vượt lên. Từ một pha đánh đầu về sau cực tốt của Petrovic, Osic dốc bóng tốc độ loại bỏ Fofana trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Kepa trong pha đối mặt. 1-0 cho Dinamo Zagreb. Đến phút 31, Dinamo Zagreb lại khiến khung thành Chelsea trao đảo khi Azemi vuốt bóng táo bảo. Bên ngoài vòng 16m50 nhưng thủ thành Kepa xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về đại diện của Croatia. Sang hiệp 2, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Dinamo Zagreb vẫn chơi rất kỷ luật và có những pha phản công cực kỳ sắc bén. Phút 56, tưởng như bàn thắng thứ hai đã tới với Dinamo Zagreb khi Ristovski tung ra cú sút xa đầy uy lực khiến Kepa phải vất vả đẩy bóng đi trúng giải ngang. Thời gian còn lại, Tuchel tung tất cả nhân sự tốt nhất nát ngồi trên ghế dự bị như Jorginho, Zizek, Pulisic, Rosa, Cucurella vào sân để tăng cường cho hàng công nhưng không thành công. Chung cuộc, Chelsea thua trận 0-1 trước Dinamo Zagreb. Đội hình thi đấu: Dinamo Zagreb, Livakovic, Ristovski, Peric, Moharami, Sutalo, Ademi, Vizic, Ivanusek, Ljubicic, Osic, Petkovic, Chelsea, Kepa, Azpilicueta, Koulibaly, Chilwell, Ziem, Fofana, Kovacic, Mount, Havertz, Sterling, Aubameyang.